ដែលប្រិមិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីបង្កើតនៅអក្សរ 3D លើ Photoshop 3S6 ហើយដំបូងយើងត្រូវបើក Photoshop ឡើងមករួចយើងមើលមកខាងលើនេះលើ File យើងចុចត្រង់នេះមកយើងយកពាក្យថា New កន្លែងត្រង់ Width នេះយើងវាយ1266ត្រង់កន្លែង High យើងវាយ768រួចយើងចុច OK ហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងចុចអក្សរ T នេះ Tool T ហ្នឹងចុចលើនេះមកយើងចុចតង់លេខនេះ555អូខេហើយផុនមកវាយើងចុច AR Distance ហ្នឹងយើងវាយអក្សរមករួចយើងដោះតង់ខាងលេខនេះយើងចុច Highlight វាសិនហើយតង់លេខនេះយើងដាក់វា30មកតង់លេខនេះហ្នឹងដើម្បីបញ្ចេញអក្សរ A នេះបានតង់នេះបានយើងត្រូវមកចុចតង់លេខ Window និងចុចពាក្យថា Character ចុចលេខ Character ហ្នឹងវាចេញនេះមកឲ្យយើងហើយអូខេឥឡូវបន្តមកយើងដោះ Tick តង់នេះមកអូខេយើងចុចតង់នេះមកឥឡូវយើងកន្លែងនេះយើងចុច Control លើ Keyboard យើងឲ្យជាប់ហើយយើងចុចស្លីកលើ background ហ្នឹងមកអូខេរួចយើងមកខាងលើនេះយើងចុចត្រង់នេះមកចុចត្រង់នេះទៀតអូខេឥឡូវវាបានប៉ុណ្ណេះយើងคลิกចូលត្រង់នេះយើងคลิกលើអក្សរ VC ហ្នឹងមកលើ layer ខាងលើហ្នឹងរួចយើងចុចមកស្ដាំមកយើងយកពាក្យថា new 3D អូខេបន្តមកទៀតយើងចុចលើ layerយើងចុចលើ background ហ្នឹងមករួចយើងចុចមកស្ដាំយើងចុចពាក្យថា postcard ហ្នឹងឥឡូវយើងចុចលើ layer ម្ដងទៀតយើងចុចលើ VC ហ្នឹងមករួចយើងចុច 3D បន្តមកទៀតយើងចុច VC front យើងត្រូវចំណាំជ្រើសអានេះដំបូងហ្នឹងហើយយើងមកចុចខាងលើនេះយើងអូសនេះចូលមកខាងក្រោមយើងមើលនេះយើងយកអានេះអូខេដើម្បីឲ្យចេញអានេះបានតើយើងចេញត្រង់កន្លែងនេះយើងយក default វាមករួចយើងចេញ append ហ្នឹងអូខេបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេអាចអត់ឃើញអាហ្នឹងទេឃើញនៅព្រោះផ្សេងផ្សេងអត់មានហ្នឹងទេហើយលើបន្តមកទៀតយើងចេញលើទី3ម្ដង VC instruction អូខេរួចយើងចេញលើត្រង់កន្លែងនេះយើងអូសនេះឡើងទៅលើម្ដងវិញបន្តមកទៀតយើងចុចលើនេះហ្នឹងឥឡូវយើងចុចលើ layer មករួចយើងចុចការ zip ឲ្យជាប់ណាចុចលើនេះហើយយើងចុច zip ឲ្យជាប់ចុចលើ background ម្ដងទៀតយើងចុច control A មកអូខេឥឡូវវាចេញនេះមកចឹងហើយយើងចុចលើនេះយើងចុចមកស្ដាំមករួចយើងយកពាក្យថា render នេះឲ្យវាដើរឲ្យវាអត់លងយើងចាំនេះកន្លែងនេះឲ្យវាដើរពេញដើរតាំងពីនេះរហូតមកដល់នេះឥឡូវកំពុងតែសញ្ញាដកហើយឲ្យវាចេញមកដល់សញ្ញាបូកត្រង់នេះវាដើរមកពេញដល់នេះគឺអានេះវាអត់លងអូខេឥឡូវយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាឥឡូវវាបានបន្តិចហើយនេះណែនេះបានបន្តិចហើយអញ្ចឹងយើងចាំវាមកដល់ទីនេះហើយខ្ញុំនឹងការត្រង់កន្លែងនេះបន្តិចព្រោះយើងចាំវាយូរដែរជាងការទៅវាឆាប់ដល់ត្រង់កន្លែងពេញនេះអូខេអូខេវាចិត្តពេញហើយនៅហើយជា 24% ទៀត
chừng cái này bây giờ luôn tích mà đong ấy bây giờ vừa pin ấy bây giờ luôn lo tới mà đong chích bình nhé và mua tiền làm bay bì mua ok là việc bình nhé thì bạn cho bấy rồi chân chạy lơ vía lơ vía này chạy màu xanh mốc nhưng nhiều biết thà restore ok rồi chân chạy trong cái này mốc nè hay dân chỉ trăng đi máu dân do tool mà đi mà chỉ one tool nữa dân click lên đi máu hay primit là chào prom hoặc data và xin chia bây dân anh đi trăng lên đi dân click tới việc đồ tặng ngọt nè đồ việc ở chỗ này nè chân dân tôi thích dùng mà đi dân chỉ trăng đi tới tới việc chỗ ở à rồi mẫu dân chỉ lưu layer one mẫu hơi dân chỉ all delete xong tốt dân chỉ ship all delete mà ok rồi dân chỉ lưu select này mẫu dân vô modify này mẫu dân vô biết thắt contract ok trong lấy này dân đặt p hay dân chỉ ok mốc rồi dân chỉ ship control hay xóa ai ok rồi bây giờ nhanh đi hay dân chỉ biết tha delete lực hiệp bọt đè ok dân chỉ control đi hay lâu bây giờ miền phía bếp ní dân chỉ trong này mộ ok rồi chơi dân chỉ anh đi dân dùng việc tha color balance mùi này dân ôm một đòn trong mốc anh ấy dân ôm một đòn đi nè yellow nè xì dáng đòn trong yellow có đòn trong đây được nè rồi mốc dân chỉnh lư này bằng tiết dân dùng việc tha level về trong cái này dân phải bí xôn phòng bay thì cho hay này dân đặt sốn chạy cao pi chân đó inter mốc năng ok bần top một tiết dân chạy được so thi nên mốc hay dân đặt chặt sắp bàn ấy ấy click mốc chân sắp xe cho mọi dân đó creation này cho một channel của các nhóm hay các nhóm chạy trong này đã đá phân rỉ bia và bia clear ngay với cái này trong khăn này này ok rồi dừng chạy trong này mốc dừng sửa vào trong cái đá dừng chạy lưu này mốc hay dừng chạy control lưu keyboard chop dừng chạy lưu background năng đá đá rồi dừng chạy trong này mốc ok click trong này mốc chẳng những ô này một khăn nền tích tớ ở với xóm những bật đi mốc đi cứ gặp bằng cơ là ở xóa 3D nó lưu Photoshop 3A6 hay là video này có xong mình cho tập năng đấy bởi bởi mất khơi ta vì là có xong chơi chạy subscribe ở channel kênh phóng xong mà cũng xong chấm rịp lìa